Hello, xin gửi lời chào tới các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0968 22889. Và ngày hôm nay Việt lại có một mẫu xe vô cùng chất lượng mang tới để các anh chị có thể tham khảo trong ngày hôm nay, với một cái sản phẩm đến từ một thương hiệu của Mỹ, đó là Chevrolet Cruze. Thì trước các bác, ở đây em đang có là một chiếc Chevrolet Cruze phiên bản LTZ số tự động, động cơ máy 1.8 được sản xuất năm 2017, xe màu đỏ. Tất cả tình trạng xe thì bao zin nguyên bản cho các anh chị, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích, ngập nước, và hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ để các bác có thể dễ dàng sang tên chính chủ trong vòng một lốt nhạc. Đây là một trong những chiếc xe mà phải nói thứ nhất là có form dáng thiết kế đẹp, cái thứ hai là cảm giác lái khá đầm chắc. Đặc biệt ưu điểm của dòng xe này đó chính là thân vỏ thiết kế cực kỳ dày dặn, mang lại cho chúng ta một cảm giác an toàn khi mà ngồi bên trong. Tuy nhiên thì thực sự hơi đáng tiếc một chút, đó là hiện thì Chevrolet không còn tại Việt Nam nữa. Tuy nhiên đấy cũng là một cái mà các bác có thể thấy là chúng ta có thể mua được chiếc xe này với một cái tầm tiền thực sự là cực kỳ rẻ so với những đối thủ trên thị trường hiện nay. Và ngày hôm nay thì em Việt đang chào bán chiếc Cruze số tự động 2017 với chỉ hơn 300 triệu một tí thôi. Các bác đã có thể sở hữu xe này rồi. Đời cao, thiết kế đẹp, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng, mà giá bây giờ còn rẻ hơn cả một con i10. Vậy thì chi tiết thiết lượng xe này ra sao thì xin mời các bác chúng ta có thể cùng em đánh giá và kiểm chứng chất lượng hiện tại của nó như thế nào các chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay giúp em vào cái phần đầu của chiếc Chevrolet Cruze này. Có thể nói là cái thiết kế của chiếc xe này thì đúng đặc trưng của Mỹ luôn. Đấy, nó sử dụng rất là nhiều những cái đường led thiết kế to bản và vuông vức. Đấy, từ hệ thống đèn pha, các bác nhìn giúp em này, nó đã được trang bị bóng đèn bi kết hợp với đèn led định vị ban ngày và theo thời gian, như các bác có thể nhìn này, tất cả tình trạng hệ thống đèn pha còn trong suốt như pha lê luôn nhá. Đó, đèn gầm thì được trang bị đèn bi cầu thủy tinh, và mặt ca lăng thì chia làm hai phần. Đấy, và với những chi tiết chrome, và ở chính giữa đó là logo thương hiệu Chevrolet. Xe đang mang biển 36 Thanh Hóa. Thì con này thì bên em có thể hỗ trợ rút hồ sơ để cho các bác chúng ta vào tên chính chủ trong vòng một lốt nhạc. Đấy, phải nói là chiếc xe này có một thiết kế rất là nam tính, đúng không ạ? Cứng cáp, mạnh mẽ. Đấy, nó hơi khác biệt một chút xíu so với những chiếc xe Hàn, xe Nhật cùng đời, cùng phân khúc. Đó, và với những đường gân dập lổi trên lắp cabo và phần đầu, các bác thì thấy nhìn rất đẹp, rất là cuốn. Đấy, xe được trang bị la răng 5 chấu kép, tích hợp 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS, và xi nhan thì cũng được tích hợp trên gương chiếu hậu. Đó, và các bác thể thấy là toàn bộ viền chân kính thì đã được ốp một chi tiết chrome, và điểm nhấn tay lắm cửa cũng mạ chrome và có cảm biến khóa mở cửa. Đặc biệt là con này là ở 4 cánh cửa đều có cảm biến khóa mở cửa các chị nhá. Đây. Đấy, các bác thấy này. Đấy, cửa trước, cửa sau cũng có luôn. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Vâng, thường thì chúng ta thấy là chỉ trên những chiếc xe hạng sang tiền tỷ thì là mới có 4 cửa đều có cảm biến khóa mở như này. Nhưng mà chiếc Cruze này thì đã được trang bị. Và tiếp tục đi về đuôi phía sau thì các bác cũng có thể thấy cái thiết kế của xe này rất là nhập. Đấy, đèn hậu cũng được thiết kế to bản. Phần cốp phía sau hơi nhô lên tạo cảm giác giống như là một đuôi gió. Đấy, xe được trang bị phần bumper sóc phía sau nhô ra và tích hợp cả cảm biến cảnh báo va chạm, và có một cái chi tiết chrome kết nối. Đấy, để các bác có thể thấy được. Vâng, rất chất lượng, đẹp, phải nói như vậy. Đó, và các bác có thể nhìn giúp em cái đèn hậu của nó này. Theo thời gian thực sự là không có từ gì để chê về chất lượng luôn các bác nhá. Tất cả đều còn trong suốt như pha lê vậy. Rất ok. Và giá tiền bây giờ chúng ta bỏ ra cho em đó thì các bác thấy rồi. Đấy, chúng ta chỉ cần bỏ ra có hơn 300 tí thôi. Đây là bản LTZ. Đấy, số tự động các bác nhá. Máy 1.8 và một chiếc xe phân khúc hạng C đến từ thương hiệu của Mỹ. Vâng, và gần như là sơ si bên ngoài của chiếc xe này các bác về chúng ta không cần phải làm gì. Phải nói là nó còn rất là ok. Đấy, các bác nhá, về các anh chị chúng ta là chỉ việc là đi luôn thôi. Đó, vâng, lốp lắp gai cũng còn khá là dày và toàn bộ là lốp mít rồi. Và vậy thì để tiếp đánh giá chi tiết chất lượng chiếc xe thì ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em đi vào không gian nội thất của chiếc xe này để khám phá xem tình trạng của nó ra sao. Vâng, vậy thì đây là nội thất bên trong của chiếc Chevrolet Cruze. Thì các bác có thể thấy ngay một cái là nội thất bên trong của xe này cũng khá là xịn sò, với ghế có như múi này, ghế múi các bác nhìn này. Đấy, ngồi vào nó êm, và chất lượng ghế da zin bản của nó các bác nhìn thấy rất ok theo thời gian. Đấy, con này thì bao zin nguyên bản, các bác từng cái móc khóa anh chị nhìn này vẫn còn ánh lên 7 màu và tất cả còn nguyên vạch sơn nhá. Đây, tất cả con ốc, bản lề cửa đều nguyên zin nguyên bản. Và các bác nhìn cho em này, tem mác này. Đấy, năm sản xuất 2017. Được chưa ạ? Đó, tất cả đều còn nguyên zin nguyên bản cho các anh chị. Đấy, rất ok. Và đây tiếp tục thì chúng ta có vô lăng 3 chấu bọc da, có tính năng ga tự động cruise control rồi. Đấy, hệ thống điều chỉnh đèn của xe này đặc trưng của dòng xe Mỹ, các bác thấy nó hay bố trí ở vị trí này, nó giống như những sản phẩm của Ford vậy.
Đấy, và trên này là toàn bộ các chi tiết bằng nhựa trên khu vực bản táp lô các bác nhá. Đấy, xe thì đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho các bác một cái màn hình Android, đi kèm với đó là camera hành trình ở phía trên. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có hệ thống điều hòa là một vùng, số tự động. Các chi tiết các bác có thể thấy là còn rất là mới này. Đấy, ở đây chúng ta có một cái này là vâng, để chúng ta có thể để đồ đây, nó không bị rơi ra, đúng không ạ? Và đặc biệt là chiếc xe này còn được trang bị cả cửa nóc luôn các bác nhá. Đó, và ghế sau phụ thì này các bác nhìn này, rất là mới, vâng, rất là mới. Và chiếc xe này mới chỉ lăn bánh được có 7 vạn rưỡi thôi. Đấy, và các bác có thể thấy là thông số trên cụm đồng hồ hiển thị rất là rõ nét. Đấy, chúng ta có màn hình một cam lùi nhá. Đó, cam lùi full HD luôn, ổn áp chưa ạ? Đó, trên này các anh chị có những cái hộp để đồ này. Đấy, và cổng cắm USB chúng ta có thể để điện thoại vào đây và sạc, rất ok các bạn. Đó, và một chiếc chair mở cốp thì các bác dùng đây. Đó, ấn vào đây là được nhá. Đấy, túi khí được chưa ạ? Đó, và đây bao zin nguyên bản bác từng con ốc bản lề cửa này, tay nắm cửa mạ chrome rồi. Đấy, tích hợp một kính auto gương chỉnh điện. À, các bác có thể nhìn này, nguyên zin nguyên bản. Và tiếp tục thì chúng ta có thể đi về hàng ghế thứ hai, thì các bác có thể thấy là hàng ghế chiếc xe này cũng khá là rộng, đủ chỗ cho ít nhất là 3 người lớn ngồi. À, và chúng ta có cái khay bậc tí tay và để cốc ở đây nhá. À, trong trường hợp không cần thiết chúng ta có thể nhập lên như này. À, rất là rộng, cái này là một chiếc xe hàng C. À, nên các bác có thể thấy là cái hàng ghế này của nó thực sự rất là tuyệt vời, thực sự rất là tuyệt vời. À, và tắt kính cửa từ đây, các bác nhìn này, quá ok rồi. Và chúng ta kiểm tra cái phần cốp để các bác có thể thấy cốp cho xe này thì rất là rộng và đủ chỗ các bác chúng ta có thể mang theo nhiều hành lý. Các bác thấy là cái độ mới đây, cái chi tiết nỉ của nó rất ok các bạn. Và phía dưới này là lốp dự phòng nhá, đồ đạc kích thay thế và tôn sắt xi, các bác nhìn này, nó phải đỏ au như này. Đó, rất ok luôn các bạn. Và hôm nay thì phải nói là không có từ gì để chê chất lượng cả. Và chúng ta có thể đi sang phía bên đây để các bác có thể kiểm chứng được cái chất lượng hiện tại của em nó ra làm sao. Đó, hơn 300 triệu cho một chiếc xe vừa rộng rãi vừa tiện nghi. Đấy, tội gì phải đi Morning E10, đúng không bác? Đấy, cửa đóng chắc lịch luôn. Đấy, bên này cũng là ghế múi nhá. Đấy, và cái móc khóa các bác nhìn này, đấy, vẫn còn nguyên vạch sơn, cực kỳ là ok. Vâng, vậy thì với mức giá chỉ có 350 triệu cho chiếc xe này, đấy, trong ngày hôm nay, thực sự là một mẫu xe ngon bổ rẻ, tiền ít tiền nhiều. Một chiếc xe hạng C, rộng rãi, lại còn là số tự động, mà trang bị cũng khá nhiều công nghệ và tính năng như xe này. Để có thể đánh giá chi tiết hơn thì ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới phần động cơ của nó, xem tình trạng của nó ra sao sau khoảng thời gian sử dụng các bác nhé. Vâng, vậy thì xin mời các bác chúng ta cùng em kiểm tra tới khối động cơ Ecotec và công nghệ động cơ tiết kiệm nhiên liệu của chiếc Chevrolet này. Con này thì máy em đang để lổ sẵn để cho các bác có thể cảm nhận cái độ êm ái mà chiếc xe này nó đang hoạt động, được chưa? Đấy, và tất cả tình trạng máy số nguyên zin nguyên bản các bác từ thấy cabo này, không mới vặn luôn nhá. Đấy, đây, đó, và máy lổ quá êm. Tất cả còn vạch sơn đánh dấu này các bác nhìn này. Đấy, mua này thì các anh chị thấy nó quá là yên tâm về chất lượng rồi, đúng không ạ? Và một chiếc Chevrolet Cruze 2017, đó, phụ giảm xóc này. Tất cả tình trạng máy số là nguyên bản, các bác nhìn giúp em. Rồi, vậy thì đã ok chưa ạ? Vâng, vậy thì chi tiết chất lượng của chiếc Cruze 2017 các bác cũng đã có thể đánh giá được rồi, đúng không ạ? Và mức giá hiện tại bên em đang chào bán cho em nó chỉ với 350 triệu cho chiếc xe này. Quý anh chị là chúng ta yêu mến và quan tâm, hãy trực tiếp nhấc máy lên và alo cho em theo hotline 0968 22 889 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết cụ thể về chiếc xe này, được không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Hãy cùng ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xế Chất.